Dạ, gốm Nhật xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Hôm nay bên em cũng lên cái nhiều sản phẩm như chị. Anh chị yêu thích, anh chị điện thoại trực tiếp hoặc là các bạn qua Zalo bên em 0913 nha chị 330469 và 0935 nha chị 245244 nha. Rồi. Bên em thì ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẹ tất cả các mặt hàng nha. Bao bể mẹ tất cả các mặt hàng. Rồi. Hôm nay em sẽ lên một cái dĩa nha anh chị. Dĩa này là dĩa vẹt nha anh chị. Hàng này là hàng đi. Hàng Âu nha anh chị. Đấy, một gồm này, một. Này hàng Âu. Đấy. Dĩa này dĩa nhiều cạnh nha anh chị. Đấy, dĩa nhiều cạnh nha. Đó, cái này là hàng này là mới nha chị, chưa qua sử dụng luôn nha, mới chưa qua sử dụng, họa tiết là chị màu sắc nha, viền là viền vàng ok hết nha chị. Rồi dĩa này là đường kính 26.5 nha chị, 26.5. Rồi cái dĩa này giá là 200k nha chị, 200k cái dĩa này. Mã K1. 200k nha chị, mã K1 nha. 200k mã K1. Rồi em lên một cái bộ nha chị, bộ này là một cái bộ gọi là tô rồng nha chị. Tô trong ở trong tô này có họa tiết là ba con rồng. Họa tiết là vẽ ba con rồng nha chị. Họa tiết là vẽ ba rồng và cái này là có truyện ký, đừng có chồng nhiều. Truyện ký đầy đủ nha anh chị, đó, truyện rất là đẹp luôn. Họa tiết là ba rồng nha anh chị, rồng này là vẽ tay hoàn toàn luôn. Và viền là viền sô cô la. Có truyện ký đầy đủ. Đường kính 18 nha anh chị và cao là 8. Đường kính là 8, cao 10. 18 nha anh chị, cao là 8 nha. Đấy, cái này là bộ này ba rồng nha anh chị. Bộ này là giá 400k ba chiếc này nha chị, 400k mã K2. 400k nha chị, mã K2 nha. Đấy, K2 400k. Mã K2 ba chiếc này 400k, mỗi chiếc chỉ có hơn 130k thôi nha anh chị. Mã K2 400k. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái này là cái khay nha chị. Đấy, một cái khay. Một cái khay. Họa tiết hoa nha chị nha. Một cái khay này là họa tiết hoa. Hoa đào nha chị. Để đã. Nó ngâm cho trắng á. Mấy bạn ngâm cho trắng á. Rất là ok nha chị. Cái này là một cái pha lê màu nha chị, một pha lê màu. Họa tiết là một cái hoa đào nha chị nha, một cái hoa đào. Đấy, một họa tiết là một cái hoa đào nha chị. Đường kính của hoa này là 30 nha anh chị. Đường kính của hoa này 30. Và cao hoa là 5 nha anh chị. Mà cái này là cốt nặng nha anh chị. Cốt nặng dày nha. Cốt nặng dày anh chị. Bỏ hai cái dĩa trứng ra luôn đi. Bỏ khách đó đi. Bỏ. Bỏ chốt 21 là sáng rồi. Rồi lại nặng dày nha chị. Rồi cái cây này là 150k cái cây chị nha, 150k. Mã K3. 150k nha chị, mã K3 nha. Rồi cái này là
một cái dĩa ngũ sắc nha chị. Đây là một cái dĩa ngũ sắc. Dĩa này làm được cái là viền vàng nha chị, hoa văn hai mặt luôn. Viền vàng nha chị, hoa văn hai mặt nha. Đấy. Rồi. Hỏi nút. Cái này là có truyền ký đầy đủ anh chị, truyền ký đầy đủ nha. Truyền ký đầy đủ. Đấy, đẹp rất là ok luôn nha anh chị. Được cái này anh chị làm cái có một cái bộ tràng sắt, anh chị để một bình gồm có 5 chung, gọi là siêu đẹp luôn anh chị. Đấy. Đường kính là 23 nha anh chị, và viền là vàng, cao là 3, 23, cao là 3. Rồi cái dĩa anh chị, dĩa này là 170k. 170k anh chị, mã K4 nha. 170k mã K4. Rồi em lên một cái bộ nha anh chị. Đây là một bộ, một cái bình nha chị. Bình này là lỗi một bộ. Bình này là một cái bình gọi là, cái này báo chị rõ trên like, cái bình này là bình tàu nha anh chị. Đó, cái này là bình tàu. Đó, mà cái này là về họa tiết là vẽ tay nha chị. Vẽ tay hoàn toàn nha. Họa tiết là vẽ tay hoàn toàn. À, anh chị vẽ lacquer vàng nha chị, đó chị, những cái đốm vàng là vẽ họa tiết là họa tiết là vẽ sơn, vẽ hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn nha anh chị nè, hoa mẫu đơn. Trên này là hoa đào, một cặp đôi nha anh chị, một đôi chim hạnh phúc nha. Và trên này là có họa tiết vẽ công, một con công nha anh chị. Đấy. Anh chị toàn bộ là anh chị họ, tuy rằng là cái này là hàng tàu, cái mà họ vẽ cái nét anh chị rất là đẹp luôn, sắc sảo luôn nha anh chị. Đó, hoa văn họa tiết là vẽ sắc sảo. Được cái là cái bình này vẽ lacquer vàng rất là nhiều. Anh chị họa tiết là rất cơ bản. Dòng là dòng 3D nha anh chị. Mà bên này anh chị, bên cái này nè, nó sẽ có truyền nha anh chị và chữ ký nghệ nhân. Có truyền chữ ký nghệ nhân nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ nghiêng cái bình xuống cho anh chị xem nha. Đây. Nghiêng cái bình xuống cho anh chị xem là cái. Rồi. Do anh chị, cái nào em phải để nghiêng xuống vì là cái bình này nó quá là cao nha anh chị, nó quá là cao luôn. Em phải để nghiêng cho anh chị mới thấy được cái chu vi của cái bình nha. Và cái bình này là cũng có truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. Nói chung là bình này là khá là đẹp luôn nha anh chị, khá đẹp. Bình này to lắm, bụng là to, miệng thì nhỏ nha anh chị, nó kiểu như dán hút lọc anh chị, dán hút lọc nha. Đó, cái bình này nói chung là vẽ tay nói chung là đẹp xuất sắc luôn. Rồi bây giờ em sẽ đo đường kính nha anh chị, đường kính nha. Tượng trưng cho anh là anh chị. Ờ, cái này là hạnh phúc nè, đôi chim là anh chị, đôi chim nè. Đứng hai bên là tượng trưng cho hạnh phúc nha anh chị. Phú quý xâm vầy nha. Và cái này có một cái đôi công, một cái đôi chim công nha anh chị. Hoa mẫu đơn lách cơ vàng. Rồi miệng bình là 21, cao bình 55. 21 nha anh chị, cao bình 55 nha. Rồi bây giờ vòng bụng anh chị. Vòng bụng 116. Vòng bụng này là 116 nha anh chị. Đấy. Rồi cái bình này anh chị giá là 1.950.000 cái bình nha anh chị. 1.900.000, 1.950.000 cái bình này nha. À, anh chị chốt giùm em mã K5, 1950 mã K5. Rồi cái này là cây này anh chị, cái cây này anh chị, cái cây này anh chị để làm cái cây trà cũng được, hoặc là cây rượu cũng được nha. Cây này em có hai cây này anh chị, mới chưa qua sử dụng luôn. Cây này là cây chữ nhật anh chị, một bình trà và để 5 cái chung hoặc 6 cái chung là ok. Nó được cái là nó được làm vẽ tay hoàn toàn. Đây cái vỏ. Đường kính 25 và ngang là 19. Sát rồi. 25 nha anh chị, ngang 19 nha. Đó, 100k một cây anh chị, đẹp lắm luôn nha. 100k một cây anh chị. 100k nha, chốt cho em mã K6, một cây là 100k. Mã K6 nha anh chị, đấy, K6 100k.
Rồi em lên cái này là cái này là hai cái bình, bình này là bình cái trường còn ly nữa không ta. Rồi cái này là một cái bình Satsuma, cái này là chuẩn hàng xưa luôn anh chị nha. Satsuma xưa có truyền ký nè anh chị, có truyền ký luôn. Chuyện này là anh chị nói chung là hàng sắt này là đã ngấm men rồi. À, mày này là Đạt Ma Sư Tổ nha chị. Một cái bình này Đạt Ma Sư Tổ nha. À. Đạt Ma Sư Tổ, nói chung anh chị em báo anh chị hai cái bình này là đã ngấm men nha chị, nó ngấm men hết rồi nha. Đó, là đây này xưa nha anh chị đấy. Có truyền ký. Miệng bình là 4 nha anh chị và cao bình 15 nha. Bình sắt này mỗi bình này là giá 200k nha anh chị. Mỗi bình sắt này là giá 200, anh chị chuyển sắt nè. Mà toàn bộ là ngấm men cái hàm mà. Ngấm thì anh chị em báo anh chị cái bình này ngấm thì ngấm men rồi nha. Mà cái nét vẽ của họ không có bị phai viền hay là bị gì hết nha anh chị. Nó vẫn là bình thường nha. Chứ mà cái bình thì bình ngấm men, chứ mà cái vẽ nét của họ không có bị, vì họ vẽ bằng tay và cái này là nổi nha anh chị sờ vào là nó sẽ cộm nha. Đấy. Rồi mỗi bình 200k. Mã K7 nha anh chị, K7 200k, mã K7. 200k mã K7. Một bình nha anh chị, cái này em có, hiện tại em có số lượng 2 bình. Rồi cái này anh chị, cái này là một cái bờ, cái này là một cái tô nha anh chị, tô. Để trái coi hoặc là chị cái làm cái tô cũng được, dễ để trái coi cũng được. Cái này là dòng pha lê nha anh chị. Đấy. Dòng pha lê. Đấy, pha lê nha anh chị. Độ dày của cái này là tầm 5 tới 7 ly nha anh chị. Đó, độ dày mà cốt thì nặng nha anh chị, không phải là mỏng em cầm lên, chứ mà cái cốt này rất là nặng nha. Dòng pha lê nha anh chị. Rồi đường kính 30 và cao 8.5 nha chị, đường kính 30 cao 8.5. Rồi cái khay này chị 200k. 200k nha chị, mã K8. 200k mã K8. Rồi cái này anh chị em có, cái này là tô, này là tô rồng phụng xưa nha anh chị, tô rồng phụng xưa. Tô này nó hơi bẩn xíu nha anh chị, chứ mà ok nha. Đó. Tô rồng phụng xưa. Nói chung là cái này em có số lượng 5 nha anh chị, 5 tô tới 7 tô nha. 5 tô tới 7 tô. Tới 7 tô nha chị nè. Đấy, tô này một bên là rồng nha chị, và cái này là bên là trân châu mây, và cái này là phụng nha chị. Đấy. Đấy, trong này chữ sông hủy nữa. Tô này là đường kính anh chị, đường kính tô là 19 nha chị, và cao tô 6. 19 cao tô là 6 nha chị. Đấy. Tô này là 80k một chiếc nha anh chị, 80k một chiếc. Nói chung là cái tô này em có số lượng nha anh chị, số lượng khoảng 5 chiếc, 7 chiếc gì đó, 10 chiếc gì đó. Rồi 80k một tô, mã K9 anh chị. Mã K9 nha, bỏ từng luôn cái này luôn đi. Mã K9 80k. Rồi cái này là một cái tô nè anh chị, tô này là tô ngũ sắc nha. Tô này được hoa văn hai mạch luôn. Thôi anh chị, cái hàng em mới khui ra em like luôn nha anh chị. Thành là hoa văn hai mặt luôn nha chị, có truyền ký đầy đủ luôn, truyền ký đầy đủ. Đường kính 23 nha chị và cao là 7 nha. Đường kính 23 cao là 7. 23 cao là 7. Tô ngũ sắc rất là ok luôn nha chị, đẹp nè, có truyền ký đầy đủ nè. 23 cao là 7. Rồi cái tô này chị, tô này 400k.
400k nha chị, tô ngũ sắc hai hoa văn hai mạch luôn, mà truyền thì rất là ok rồi anh chị. 400k cái tô ngũ sắc này, chốt cho em mã K10 K10 nha chị, 400k mã K10. Rồi em lên cái bộ này anh chị nha. Làm cái này bình hoa mầm, nó bị chết. Cái này chết tiếng là coi lưng. Đó đậu. Đi rồi. Rồi em lên cái này anh chị nói, cái này là có đế chân mà, có gì không? Chỉ là có gì á nữa. Rồi cái này là cái gọi là cái tô nha chị, cái này là cái tô, tô này là có đế chân nha anh chị. Có đế chân. Mà tô này là có truyện ẩn nha anh chị, đó có truyện ẩn nha. Anh chị để một cái bưởi cũng được nè, hoặc là một cái dừa anh chị để đôm lên nè, một cái bưởi, một cái dừa anh chị để đôm lên. Là cái này là còn em có số lượng 5 chiếc nha anh chị, em có số lượng 5 chiếc nè. Đường kính 15 và cao là 10. 15 nha anh chị, cao là 10 nha. Đó, truyện là truyện ẩn. Chuyện là chuyện ẩn nha anh chị, 80k một chiếc nha. 80k một chiếc, chốt cho em mã K11. Đợi cho chị. Chốt chị nhắn nha. K11, 80k một chiếc. Cái này có này, đưa đưa bỏ phần này. Rồi cái này chị, cái này em có số lượng cái này là một bình, một để đó chị, cái này là một cái bình nha chị, bình này là gọi là bình anh chị, trong này nó không có lập nha, trong này nó không có lập. Rồi để đó chị, chút cho chị nhắn lại cho. Rồi cái này là đường kính là 8 nha chị, và cao là 7 nha, miệng 8 cao là 7, viền là viền vàng. Viền là viền vàng nha chị, một bộ này là có một bình gồm có 5 chung nha chị, một bình gồm có 5 chung. Đấy, một bình gồm có 5 chung, viền là viền vàng. Đấy, viền là viền vàng còn hết nha chị. Đó, mà cái bình này rất là đẹp, 5 chung có quan. Quá trời là ok, một bình 5 chung. Rồi, bộ này chị, bộ này là 5 chung. Cái bình này lạ nhất luôn. Ly là 8 nha chị, và cao là 7. Còn cái bình này chị rất cơ bản, đường kính là 22 nha chị, và ngang là 16. Bình này đựng khoảng chừng 5 nước, năm khoảng chừng 500ml nước nha chị. Đấy, 500ml nước, bộ này sang xịn sò luôn. Rồi bộ này giá 700k. 700k bộ này nha chị. 700k. Cái hàng cùng nhà từ nhiêu? 5 tháng rồi đó. Đấy. Rồi cái này là một cái này một cái tô hoa nha chị, một cái tô hoa. Một tô hoa nha chị. Đấy, cái này là hàng của hàng, cái này là hàng Nhật, mà cái này là xuất Âu nha chị, hàng xuất Âu. Mà những cái dòng tô này chị là nó có độ rạn nha, có độ rạn. Và cái này là hàng của nguyên thủy của nó là đã cũng là rạn luôn nha chị, tô rất là bự. Anh chị trộn gỏi anh chị ha. Đó, những cái trộn là đẹp nhất luôn chị. Đấy, vẽ tay hoàn, cái này là vẽ tay nha chị. Đường kính là 34 và cao là 7. 34 nha chị và cao 7 nha. Đấy, 34 cao là 7 cái tô. Rồi cái tô này chị 300k. 300k nha chị, mã K12. 300k nha chị, mã K12 nha. Rồi cái này là chị hai cái kutani nha chị, hai kutani. Và cái này anh chị hai cái kutani. Mà nói chung cái này không có truyện nha chị,
không có chuyện nha, không có chuyện được đó chị lên luôn. Sao vậy? Rồi cái này là đường kính 16 nha chị, vàng ngang là Putani xưa. Imari ở Imari, cái này Imari nha chị, xin lỗi Imari. Rồi cái này là một cặp nha chị, cái này là cặp, này là cặp xưa nha chị, 150k. 150k một cặp nha chị. Mã K13 nha chị, mã K13. K13. Rồi cái này anh chị. Em lên 5 cái cho nó được 53. Lên 5 cái. Rồi cái này anh chị em lên 5 đi. Rồi cái bộ anh chị, bộ này em có số lượng là 5 dĩa nha anh chị. Đó, 5 dĩa mà. Cái này là họa tiết hoa mà bán chị là cái này không có chuyện nha chị, đường kính 21 và cao là 4 nha chị, đường kính 21 cao là 4. 21 cao là 4 nha. Rồi bộ này chị, bộ này 5 chiếc này là 200k. 200k nha chị, mã K14 là 5 chiếc 200k. Rồi em có bộ anh chị, cái này là một ly anh chị, ly này là ly lam. Ly lam ở trong này là có cá chép nha anh chị. Đấy, gọi là song long vọng nguyệt nha anh chị. Đấy. Phía sau không có chuyện nha. Đường kính 8.5 nha chị và cao là 3.5. 50k một chiếc nha chị. Đấy, cái này 50k một chiếc. Rồi bộ này em có số lượng là 5 chiếc anh chị. Số lượng 5 chiếc rồi, 240k. 240k nha chị. Mã K15. 240k chị, mã K15 nha. Thôi mình đã chồng luôn. Rồi cái này là tô ngũ sắc anh chị. Đó, cái này là tô ngũ sắc nha. Tô này là tô lam. Có truyền ký đầy đủ nha anh chị. Men này là men tiêu nha. Men tiêu chấm chấm anh chị. À, chấm chấm này. Lam, một bên là lam, một bên là ngũ sắc. Đường kính 21 năm và cao là 7.5 nha chị. Cao 7.5. Rồi một cái tô này nữa anh chị. 21. Cao 78, à, cao là 8 nha chị. Rồi 270k. 270k nha chị, cái tô này nha, 270k, mã K16. K16 nha chị, 270k, K16. Rồi cái này chị, một cái này là một cái bàn xây xây đá nha chị, cái này là bàn đá mà phải đá Pakistan hay không em không biết nha chị. Nói chung là cái đá này chị, cái đá này là hàng Nhật luôn nha chị, từ Nhật về nha, chứ không phải là anh chị nhìn cái đá này nó giống như hàng Việt Nam chứ mà cái này không phải đâu nha. Đó. Ý dặn nhìn cái men của họ, đây là báo chị là cái này là chủng hàng Nhật luôn nha. Đó, cái này là nó có một cái độ quay nha chị cho nè. Đấy. Họ làm một cái quay nha anh chị nha. Đó, để lên. Vào cái bàn xây nè. Rồi cái này xoay này là đường kính 31 nha chị và cao 3 nha chị, 31 cao là 3 nha. 31 cao là 3. Rồi. $550k nha. Nặng nha chị, độ dày em báo chị là cái độ dày tầm 1.5 nha chị, 1.5 dưới này. Họ làm cả ba cái đế rồi nó anh chị, để nghiêng nè. 550k cái đá này nha anh chị. 550k mã K17.
Rồi cái này là một cái tô gọi là tô tam thái nha anh chị, Kutani. Tô này là dòng tô Kutani tam thái. Tô này đường kính 18 nha anh chị, và cao tô là 10 250k cái tô. Mã K 10. Đường kính là 18 và cao là 10 nha anh chị, mã đó, 250k nha chị. Cái này là K nha chị, mã K18. Rồi em xin phép chào quý cô chú và anh chị.